Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý. Và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Quảng Nam, nước lũ bủa vây nhiều tuyến phố Hội An. Thái Lan, ăn lẩu giữa dòng nước lũ. 16 tỉnh thành đồng thuận mở cửa đường bay. Hàng chục trinh sát vây bắt ổ cờ bạc, có người cảnh giới tinh vi. Rượt đuổi hàng chục km bắt thanh niên Lào, tông gãy barrier cửa khẩu. Hiệu trưởng, hiệu phó bị cảnh cáo vì đi hát karaoke giữa mùa dịch. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Quảng Nam mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường ven sông Hoài Hà Nội ngập 0,2 đến 0,5 mét trưa ngày 8 tháng 10. Lúc 13 giờ, đường Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hoàng Văn Thụ, nước đang dâng lên đục ngầu, đường Bạch Đằng ngập sâu nhất, có nơi nửa mét. Nhiều nhà dân, cửa hàng buôn bán dọc các tuyến phố, nước mấp mê hoặc bậc thềm. Từ đêm qua, nước bắt đầu dâng lên nhưng chậm, trưa nay tràn lên đường, người dân phố cổ đưa ghe thuyền đi đậu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, phường Minh An nói và cho biết thêm, đợt lũ này thấp nên người dân không đi tài sản lên cao. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch thành phố Hội An, nước lũ ở Hội An trưa nay ghi nhận ở mức báo động 1, dự báo lũ lên chậm và rút xuống, lũ nhỏ hiện trên thượng nguồn sông Thu Bồn mưa giảm, các thủy điện không xả nước qua tràn. Ông Hùng nói và cho biết đây là lần đầu tiên trong năm đường phố ven sông Hoài bị ngập. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới phía Bắc qua Trung Bộ từ 19 giờ ngày 5 tháng 10 đến 5 giờ ngày 8 tháng 10, lượng mưa phổ biến trên địa bàn hơn 200 mm, có nơi hơn 320 mm. Dự báo từ nay đến ngày 9 tháng 10, Quảng Nam tiếp tục mưa 70-100mm. Mưa lũ khiến tuyến đường DT606 từ trung tâm huyện Tây Giang đến 4 xã vùng cao biên giới với hơn 6.000 nhân khẩu, nhiều đoạn ngập gần 1m, sạt lở tràn xuống đường gây chia cắt. Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại. Huyện Tây Giang dự trữ hơn 8 tấn gạo và thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để cung cấp cho người dân trong trường hợp bị chia cắt nhiều ngày. Ngoài Quảng Nam, từ đêm qua đến sáng nay, dải hội tụ nhiệt đới cũng gây mưa to cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên. Cơ quan khí tượng ghi nhận, lượng mưa từ 19 giờ ngày 7 tháng 10 đến 7 giờ ngày 8 tháng 10 ở Phú Hòa, tỉnh Quảng Ngãi là 300mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế là 297mm, Hòa Bình, Đà Nẵng là 139mm, Đắk Trông, Kon Tum là 105mm, Đắk Lây, Kon Tum là 81mm. Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, nối với bão Lionrock, hôm nay các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm ngày 8 tháng 10, mưa giảm nhanh, riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, mưa to do ảnh hưởng của bão. Thái Lan, ăn lẩu giữa dòng nước lũ. Thay vì đóng cửa do lũ lên, nhà hàng Bangkok của Thitipon Juthimaran gây sốt khi mở cửa cho hành khách ngồi ăn giữa dòng nước lũ. Thitipon Juthimaran, một chủ cửa hàng ven sông phía bắc Bangkok, e ngại lũ lụt hoành hành ở nhiều khu vực Thái Lan có thể chấm dứt công việc kinh doanh vốn đang khó khăn vì Covid-19. Nhưng chiều cường dâng cao ở sông Chao Phraya tuần này đã đem tới cơ hội bất ngờ. Thay vì đóng cửa, nhà hàng Chao Phraya International Cà phê của Thitipon gây sốt ở Thái Lan khi tạo cơ hội cho khách hàng vừa muốn thưởng thức ẩm thực vừa thích thú với những cơn sóng ập tới khi thuyền bè đi qua. Khách hàng rất thích những đợt sóng này. Thitipon nói, thứ mà tôi tưởng là khủng hoảng hóa ra là cơ hội. Tại nhà hàng của Thitipon, thực khách ngồi trên ghế gỗ, chân ngập trong nước lũ vừa ăn lẩu vừa ngắm thuyền, thỉnh thoảng vội vàng đứng lên tránh những đợt sóng ập vào. Khoảng 30 tỉnh miền Bắc và Trung Thái Lan đang chịu nước lũ nghiêm trọng trong những tuần gần đây khiến mực nước sông Chao Phraya chảy qua Bangkok dâng cao. Nhà hàng của Thitipon đã phải đóng cửa trong thời gian Bangkok phong tỏa vì Covid-19, nhưng cô rất vui vì quyết định mở cửa lúc này. Thực khách reo hò và cười lớn khi ghế đẩu rung lên khi nước lũ tràn vào. Nhà hàng mở cửa 2 buổi mỗi ngày để thực khách được trải nghiệm cảm giác như mực nước dâng lên cao nhất. Đây là một thử thách thú vị, bạn không thể biết liệu mình có bị cuốn trôi tới đâu khi đang ăn hay không. 16 tỉnh thành đồng thuận mở đường bay. Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận, 16 trong số 19 địa phương đã gửi phản hồi về cơ quan này, đồng ý mở cửa lại đường bay nội địa, 3 tỉnh thành chưa đồng ý. Sáng ngày 9 tháng 10, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, trong số 21 địa phương được lấy ý kiến, còn 2 tỉnh chưa phản hồi là Quảng Ninh và Quảng Nam. 16 tỉnh đồng ý là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Cà Mau, Phú Quốc, Kiên Giang. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng 16 tỉnh thành đồng tình mở cửa đường bay thể hiện bản lĩnh của lãnh đạo địa phương đáp ứng nguyện vọng của người dân sau khi nới lỏng giãn cách.
Trong số 19 địa phương trả lời, có 3 tỉnh thành chưa đồng ý là tỉnh Hải Phòng, Gia Lai, Hà Nội. Ngày 29 tháng 9, lãnh đạo Hà Nội có văn bản báo cáo Thủ tướng đề nghị chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chưa mở cửa đường bay nội địa đến thủ đô. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Cục Hàng không Việt Nam chỉ xin ý kiến Hà Nội không gây sức ép về việc mở cửa đường bay. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đề nghị hai phương án mở đường bay đến thủ đô với tần suất thấp. Ông Cường giải thích thêm, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến mở dần đường bay lộ trình, chứ không phải có hàng chục chuyến bay dồn dập ngay đến Hà Nội trong một ngày. Ngoài ra, quy định phòng chống dịch, hành khách đã được quy định chặt chẽ theo yêu cầu của Bộ Y tế và áp dụng kinh nghiệm nhiều nước. Về lý do vì sao Bộ Giao thông Vận tải không chủ động quyết định mở đường bay mà lấy ý kiến từng địa phương, ông Võ Huy Cường nói quyết định đón khách phụ thuộc vào năng lực hậu cần y tế của mỗi tỉnh, thành phố trong bối cảnh địa phương đưa ra ý kiến tạm thời đóng cửa nếu Bộ Giao thông Vận tải vẫn quyết định mở cửa đường bay sẽ không hiệu quả vì địa phương không đủ năng lực. Cục Hàng không Việt Nam dự tính mở cửa trở lại 10 đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10, trong đó không có đường bay đến Nội Bài, Hà Nội, đó là các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa, Khánh Hòa, Phú Yên, quyết định Phú Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế có 1 chuyến khứ hồi mỗi tuần, thành phố Hồ Chí Minh với Nghệ An có 2 chuyến mỗi tuần. Đường bay Thanh Hóa, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc có 1 chuyến bay mỗi ngày. Tuần trước, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản lấy ý kiến của các địa phương để thống nhất trước khi mở lại đường bay nội địa, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa, Kiên Giang và Cà Mau. Hàng chục trinh sát vây bắt ổ cờ bạc có người cảnh giới tinh vi. Ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, bắt 11 người có liên quan. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 10, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động đã vây giáp, bắt quả tang nhiều người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền tại một khu đất trống thuộc khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Khi cảnh sát bố ráp, các con bạc bỏ chạy toán loạn, 11 người bị khống chế bắt giữ. Tang vật tại hiện trường gồm một chén, 3 hột xí ngầu, một nắp, một tấm ni lông màu xanh, 27 ghế nhựa loại nhỏ, 7 điện thoại di động, 11 khoen tròn bằng kim loại và trên 31 triệu đồng. Qua làm việc, cảnh sát xác định ổ cờ bạc do Võ Văn Trang tổ chức. Trang khai từ tháng 3 năm 2021 câu kết với Sinh, tên là Trà Bay, ở Thanh, chợt nhớ, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo phân công Sinh và Thanh. Có nhiệm vụ đi tìm các địa điểm để tổ chức đánh bạc, còn Trang là người trực tiếp tham gia điều hành đi lấy tiền sâu, tiền ca, tiền bão ở điểm đánh bạc, cuối ngày chia cho Xanh và Sinh 2 triệu đồng. Thanh còn lại, Trang giữ lại chi tiêu. Thời gian gần đây do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhóm của Thanh không hoạt động. Ngày 1 tháng 10, Trang bắt đầu tổ chức hoạt động lại và thuê lực lượng làm cái, kéo khách canh đường để địa điểm hoạt động an toàn. Trang kêu Phan Thành Phi, người làm thu tiền ca, tiền sâu, tiền bão ở điểm đánh bạc và trả công 300.000 đồng một ngày. Trịnh Xuân Vũ, 45 tuổi và Châu Sa, chưa rõ họ tên, có nhiệm vụ lôi kéo đến điểm tài xỉu chơi, mỗi ca sẽ được trả từ 250.000 đến 300.000 đồng. Châu Sa giúp Trang tìm những người mê cờ bạc gồm Đông Nhi, Hận, Mỹ và Chọn, làm cái, kiểm tra, soi hột để phục vụ người chơi. Ngoài ra, Trang còn thuê Huỳnh Kim Thuật, 21 tuổi, canh đường trước điểm đánh bạc, khi nào phát hiện lực lượng công an đến thì điện thoại thông báo cho Trang để giải tán, với tiền công là 200.000 đồng một ngày. Mỗi ván người chơi đặt cược số tiền từ 100 đến 3 triệu đồng. Chỉ trong ngày 6 tháng 10, Trang đã thu lợi được số tiền 4,4 triệu đồng. Rượt đuổi hàng chục km bắt thanh niên Lào tông gãy barrier cửa khẩu. Sáng ngày 7 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết thanh niên Lào lái xe bán tải tông gãy barrier Việt Giao từ Lào vào Việt Nam đã tỉnh táo trở lại làm việc sau khi có những biểu hiện ngáo đá trong suốt một ngày từ khi bị bắt. Người này khai tên là Sito, 35 tuổi, trú tại tỉnh Sananaket, Lào. Hiện người này đã được đưa đi cách ly bắt buộc trước khi có hình thức xử lý khác về mặt pháp luật. Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 6 tháng 10, Sito lái xe bán tải biển số Lào UNE 7606 tông liên tiếp hai barrier của hai cửa khẩu Đen Savan phía Lào và cửa khẩu quốc tế Lào Bảo hướng hóa Quảng Trị. Sau đó, Sito tiếp tục lái xe theo quốc lộ 9 về hướng thành phố Đông Hà. Thông tin về chiếc xe này nhanh chóng được đội biên phòng Lào Bản thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị, trạm cảnh sát giao thông Đắk Rông thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh này đã huy động lực lượng chặn chốt tại km 36 quốc lộ 91 đoạn qua huyện Đắk Rông tỉnh Quảng Trị đến 2 giờ cùng ngày. Biển số xe
UN7606 đến vị trí chốt chặn nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục nhấn ga vượt chốt. Lập tức, hai xe của lực lượng cảnh sát giao thông được lệnh đuổi theo, chạy thêm được vài cây số, chiếc xe vượt chốt bất ngờ rẽ vào một đường mòn. Chạy tiếp thêm khoảng 10 km theo đường mòn này, chiếc xe bán tải đã bị xe của lực lượng chức năng chặn lại. Khi bị bắt, đối tượng không tỉnh táo, có biểu hiện ngáo đá. Lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông cho biết, sau đó lái xe đã được bàn giao cho biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo xử lý. Hiệu trưởng, hiệu phó bị cảnh cáo vì đi hát karaoke giữa mùa dịch. Chiều ngày 8 tháng 10, ông Trần Đức Trung, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hướng Hóa, Quảng Trị, xác nhận cơ quan này đã quyết định kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Hữu Quảng, hiệu trưởng trường tiểu học Hướng Phùng, về mặt đảng vì vi phạm hành vi không chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19. Cùng thời điểm, ông Đinh Trường Hải, hiệu phó trường này cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự do đảng ủy xã Hướng Phùng ra quyết định. Theo nội dung vụ việc, trước đó chiều ngày 31 tháng 8, ông Quảng cùng ông Hải và một người quen từng là giáo viên đi hát karaoke tại quán Nhân Đức, thôn Sari, Hướng Phùng, Hướng Hóa. Một đoạn video đã lan truyền trên mạng gây ra phản ứng mạnh mẽ. Bởi trước thời điểm đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu các quán karaoke dừng hoạt động vì tình hình dịch ở thời điểm phức tạp. Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa sau đó đã có quyết định xử lý vi phạm hành chính với chủ cơ sở karaoke Nhân Đức 20 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Hướng Phùng xử phạt 4 người tham gia hát, trong đó có 2 lãnh đạo trường tiểu học nói trên, mỗi người 2 triệu đồng. Và đến thời điểm này, sau khi Ủy ban Kiểm tra huyện Hướng Hóa vào cuộc xác minh, cả hai đều được xác định chính xác có đi hát karaoke giữa mùa dịch và bị kỷ luật cảnh cáo. Hiện các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục triển khai các thủ tục để kỷ luật về mặt chính quyền với những người nói trên.